Today we have communion, so please be back in the sanctuary at 11:05. Kính thưa Hội Thánh, thì sáng hôm nay chúng ta học phần thứ ba của những điều mà Đức Chúa Jesus Christ dạy ở trong Matthew chương 6 về sự cầu nguyện, về sự kiêng ăn và về sự dâng hiến. Thì đây là trong những bài học mà Phương học được khi mà Phương hỏi làm sao mình có thể sống một đời sống y như là Đức Chúa Jesus Christ phán dặn, y như là Chúa diễn tả, y như là Đức Chúa Jesus Christ đã chính Ngài sống một đời sống như vậy và Ngài biểu chúng ta sống như vậy. Thì có nhiều người nghĩ rằng Chúa Jesus Christ là Chúa cho nên Chúa sống như vậy được. Mình là con người, mình không bao giờ sẽ sống như là Đức Chúa Jesus Christ tại mình là tầm thường. Nhưng mà không đâu. Nếu mình suy nghĩ như vậy thì mình suy nghĩ sai trật tất cả những điều mà Đức Chúa Jesus Christ đã làm cho mình. Chúa không có đến và gánh thay tội lỗi của mình và chết trên thập tự giá và thăng thiên về trời và đổ Đức Thánh Linh ra, và Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời cũng không có ngự ở trong lòng mình để mình sống y như là một người không có quyền phép gì hết, y như là một người không có quyền năng, y như là một người không nhận lãnh được gì hết từ nơi Đức Chúa Trời. Thành ra làm sao chúng ta bước qua bằng hai chân vào tất cả những lời hứa, vào tất cả những điều mà Đức Chúa Jesus Christ command, là chỉ định cho con cái Chúa để làm. Mình nói rất là nhiều về ân tứ Chúa ban cho mình, và trong những tuần qua, tháng qua thì mình nói về phẩm chất. Và khi mà nói đến phẩm chất á, thì có một cái điều này Phương muốn nói rằng là thế gian này khi mà nói về phẩm chất thì khuyến khích chúng ta chú ý về làm lành, giống như là có nhiều sách viết ra để dạy cho chúng ta cái cách để mà làm cái này làm cái kia, là một cái con người tốt, có một cái phẩm chất tốt, học theo những người có tánh tốt, tất cả những điều đó là tốt. Nhưng mà Kinh Thánh và chính Đức Chúa Jesus Christ dạy chúng ta làm chỉ ba điều thôi. Và ba điều đó làm ở trong chỗ kín nhiệm, và ba điều đó là làm khi người ta không thấy, nhưng mà đời sống của mình sẽ có sự biến đổi mà tất cả mọi người đều thấy. Thành ra trong cái phẩm chất này đó, chúng ta không cố gắng làm điều lành, nhưng mà chúng ta cố gắng làm theo những điều mà Đức Chúa Jesus Christ chỉ định. Và Phương ôn lại rất là nhanh về những điều mình đã học để cho chúng ta nhớ và in sâu trong lòng. Trước tiên Chúa Jesus Christ dạy chúng ta cầu nguyện, và trong sự cầu nguyện thì Chúa dạy chúng ta nói: Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến và ý Cha được nên. Thành ra khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta lấy con mắt của mình khỏi mình và hướng về Chúa. Mình bắt đầu như vậy, và sau đó đó thì chúng ta không phải chỉ cầu xin những nhu cầu, dầu chúng ta có thể xin nhu cầu và chúng ta nên xin Chúa những điều mình cầu, nhưng mà chúng ta phải vận dụng đức tin của mình, vì Chúa muốn ban cho mình tất cả những điều tốt ở trong đời sống của mình: đồ ăn, đồ mặc, nhà cửa, xe cộ, công việc phong phú, tất cả những điều đó chúng ta nhận bởi đức tin khi chúng ta cầu nguyện. Và xin Chúa tha thứ các sự vi phạm của mình, cũng như là mình tha thứ cho những người phạm tội nghịch cùng mình. Thì Chúa dạy mình trong đời sống này không chú trọng về đồ hay là những cái đồ vật, nhưng mà về những mối tình ở trong đời sống của mình, giữa mình với Chúa và giữa mình với người ta. Cho nên đó là những điều mà Chúa dạy mình về sự cầu nguyện. Và chúng ta nên cầu nguyện thường xuyên mỗi ngày, và cầu nguyện theo như là Chúa dạy chúng ta. Và sau đó đó thì cái sự kiêng ăn. Trong Kinh Thánh nói rằng là Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Vậy chúng ta phải tập đứng vững, chớ đúc cái đầu mình, chớ lại để mình dưới cái ách của tôi mọi nữa. Tôi mọi này là tôi mọi không phải về vô tù ngồi hay là gì, nhưng mà tôi mọi của chính cái xác thịt của mình. Thành ra cái sự kiêng ăn là cái sự mình tập tành, tự chủ ở trong đời sống của mình. Tại vì
trong đời sống của mình, ma quỷ làm rất là nhiều điều để cho con người mất đi cái sự tự chủ, mất đi cái sự kiểm soát, từ bệnh tâm thần, tâm trí cho đến những người đô hộ mình, độc tài ở trên mình, cho đến nhiều phương pháp tội lỗi kiềm chế kèm kẹp mình. Nhưng mà chúng ta đã được buông tha, cho được tự do bởi Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta phải tập sống một đời sống như là một người có tự chủ ở trên đời sống của mình. Thành ra cái điều dễ nhất là chúng ta tập kiêng ăn, để cho cái linh hồn của chúng ta nó hướng dẫn cái thể xác của chúng ta, chứ không phải cái bụng của chúng ta, thể xác của chúng ta hướng dẫn đời sống của chúng ta nữa. Thành ra chúng ta nên tập kiêng ăn và tập một buổi thôi, bắt đầu một buổi chúng ta uống nước thôi, chúng ta không ăn. Và rất là kỳ diệu, nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện. Khi mà chúng ta làm thường xuyên rồi đó, Phương đề nghị chọn một ngày trong tuần và một buổi thôi, thì tự nhiên cái bụng của mình biết, nó quen. Tại vì sao? Tại nó được tập, nó được chỉ định. Và chúng ta sẽ thấy khi mà mình nói với thân thể mình, bữa nay cái buổi này mình kiêng ăn, thì tự nhiên mình đói, mình cầu nguyện, cái nào nó hết đói nữa. Thành ra chúng ta thử đi, tập tự chủ ở trên đời sống của mình. Cho nên khi mà ma quỷ tấn công mình là những người tự chủ, và mình sẽ lựa chọn những điều tốt mà Chúa chỉ định cho mình, chứ không phải bị áp lực, bị kiềm chế, và chúng ta mất đi cái sự quyết định ở trong đời sống của mình. Và hôm nay chúng ta học về sự dâng hiến. Thì ở trong cái bài học của Phương nêu lên ba trường hợp mà có thể chúng ta thường gặp, dù là người tin Chúa cũng có thể thường gặp. Có khi chúng ta là người tin Chúa nhưng mà chúng ta đi làm rất là cần cù, và chúng ta làm rất là nhiệt tình, nhưng mà chúng ta không thấy thành công. Hơn nữa, những điều mà chúng ta bỏ công bỏ sức để mà làm đó thì hay bị thất bại. Hoặc là chúng ta có thể thành công ở trong công ăn việc làm, nhưng mà tâm hồn của chúng ta không ổn, và chúng ta thường trầm cảm, chúng ta thấy tự ti, chúng ta thấy buồn bã, chúng ta thấy không có niềm vui ở trong đời sống của mình. Hoặc là chúng ta có thể yên ổn ở trong tâm hồn, nhưng mà trong xác thịt của chúng ta có một cái sự kèm kẹp của tội lỗi mà chúng ta không đắc thắng được. Đây là tất cả những cái trường hợp mà chúng ta có thể nhận biết rằng mình sống một đời sống không có được ơn trước mặt Chúa về mặt tinh thần, về mặt tâm hồn của mình, sự suy nghĩ của mình, thể xác của mình, hoặc là từ ở trong cái đời sống thuộc linh của mình. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta đang truyền trải những cái điều này, thì chúng ta đến nhà thờ và chúng ta nghe thường mục sư hay là những người dạy Kinh Thánh nói rằng là chúng ta phải yêu mến Đức Chúa Trời, chúng ta phải bước đi theo Đức Thánh Linh, giống như là Phương nói, chúng ta phải sống cho đẹp lòng Chúa, chúng ta phải sống cho Chúa, chúng ta phải đắc thắng tội lỗi. Nhưng mà không có ai nói với mình làm sao, phải không? Thì sáng hôm nay Phương nói một cách rất là rõ ràng, chúng ta làm ba điều mà Đức Chúa Jesus Christ dặn: cầu nguyện, kiêng ăn và dâng hiến. Có nhiều người cầu nguyện rất là nhiều nhưng mà chưa bao giờ kiêng ăn. Có người dâng hiến rất là trung tín nhưng mà thường không cầu nguyện hoặc là kiêng ăn. Thành ra chúng ta làm hết cả ba đi. Phương bảo đảm rằng một người mà cầu nguyện, tập kiêng ăn tự chủ, một người dâng hiến theo tấm lòng của Đức Chúa Trời đó, thì bất cứ cái điều gì chúng ta cũng sẽ vượt qua và chúng ta sẽ được ơn trước mặt Chúa. Cho nên chúng ta không làm việc lành để mà được ơn trước mặt Chúa, nhưng mà chúng ta làm việc lành vì chúng ta có thể làm, vì Chúa ban cho chúng ta bây giờ chúng ta có tất cả những gì chúng ta cần để mà làm những điều đó. Và có thể trong đời sống của mình thấy thiếu vắng tại vì chúng ta chưa sống trọn cái ý và mục đích của Chúa cho đời sống mình. Cho nên thử làm ba điều này đi, thì chúng ta sẽ thấy tự nhiên cái đời sống của mình nó tươi rói lên. Phương bảo đảm là như vậy. Và về sự dâng hiến, chúng ta sẽ nói hai điều rất là ngắn gọn. Phương chọn hai câu Kinh Thánh khác nhau. Thì ở trong sách Corinto, ông Phaolô khuyên những người tin Chúa như vậy.
Ông nói rằng chẳng có ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Jesus Christ, nghĩa rằng ở trong đời sống của mình, cái gì làm nền tảng? Một cái lý tưởng nào, một con người nào, có nhiều người vợ hay là chồng cũng vậy, cái nền tảng của mình là sai, cái hạnh phúc của mình là do người chồng của mình. Nếu chồng mình thương mình, nếu chồng mình chú ý đến mình thì mình vui, thấy vui thỏa trong đời. Nhưng mà nếu ngày nào mà giống như là quên mình thì mình buồn rồi thôi. Cái đó là cái nền tảng rất là gập ghềnh, cái đó như là nền tảng đất cát vậy đó. Không có một cái lý tưởng nào, không có một con người nào nên làm nền tảng cho đời sống của mình. Vì thật sự tất cả con người đó thì có những cái sự thiếu sót. Thành ra nếu mình chọn một lý tưởng hoặc là một cái con người nào đó thì chúng ta sẽ bị thất vọng thôi. Nhưng mà Đức Chúa Jesus Christ ngày hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài sẽ không biến đổi và tình yêu của Ngài vững bền. Cho nên nếu chúng ta chưa tin nhận Đức Chúa Jesus Christ thì chính ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện tin nhận Chúa đi, và mình tập xem xét lời Chúa, làm theo những lời Chúa nói cho mình ở trong đời sống, thì như vậy đời sống của mình sẽ được xây cất ở trên chính Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng mà câu hai rất là quan trọng. Nếu có ai lấy nếu có kẻ, những kẻ này đó là những kẻ tin Chúa, là đa số những người ngồi đây, chúng ta đã tin Chúa rồi và chúng ta mới đến nhà thờ và thờ phượng Chúa. Nhưng mà chúng ta mỗi người có thể lựa chọn khác nhau và xây cất đời sống của mình khác nhau. Và Phương biết mỗi người ở trong ta, trong hội thánh này đó, chúng ta đi bằng cái linh trình đức tin khác với nhau, không có ai giống y hệt nhau đâu. Thành ra Phương nghĩ rằng trong mọi trường hợp có mình hết đó. Thành ra trường hợp gì, nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy thì sao? Chúa nói rằng ngày cuối cùng đó, Chúa sẽ đến và Chúa sẽ xem xét công việc làm của mình. Và cái sự xem xét của Chúa giống như là qua lửa gì đó. Và cỏ khô râm rạ qua lửa thì bị sao? Cháy mất tiêu. Thành ra Chúa nói rằng cái người đó vì tin Chúa sẽ được cứu, nhưng mà sẽ được cứu dường như qua lửa. Tại vì xem chút xíu nữa là không được cứu đó. Nhưng mà làm sao mà chúng ta có thể biết được cái gì ở trong đời sống của mình là vàng, bạc, bửu thạch để mình cắt nhà cho rất là đẹp, giống như là vậy, có cái nền bằng đá, hay là cái nào là rơm rạ để mà chúng ta tránh đi. Thì ở trong đây đó, Phương đưa ra hai cái điều chúng ta xem là nhận biết được cái gì là rơm rạ, cái gì là cỏ khô. Ngay có hai cái criteria, có hai cái mà chúng ta thấy có đủ hai cái này đó, thì cái này là rơm rạ và chúng ta đừng có làm. Và cái này đó nó hơi khó, tại vì cái cỏ khô rơm rạ này đó khó nhận biết ra. Cho nên nếu mà ai mà cắt nhà, ai mà muốn lấy cỏ khô rơm rạ mà cắt đâu, phải không? Cái người giống như là ở nhà tạm hay là cái gì đó mới lấy cỏ khô rơm rạ hay là lá kè hay là gì để cắt nhà mình. Nhưng mà người ta vẫn cắt nhà mình bằng cỏ khô rơm rạ vì rất là khó nhận biết. Nhưng mà Phương để hai cái này ở đây để cho chúng ta biết cái công việc mà có hai cái này đó thì là cỏ khô rơm rạ trước mặt Chúa. Một á, là cái công việc làm trước mặt người ta, và hai đó là cái công việc làm vì chính mình. Thành ra một cái là một cái mục là cái sự hiện diện trước mặt người ta, một cái là cái mục đích tối thiểu là vì mình. Mình để ý tất cả những điều mà Đức Chúa Jesus Christ nói đó, người ta thường làm, nhưng mà Chúa nói đừng làm như kẻ giả hình. Tại vì sao? Tại vì có rất là nhiều người làm và làm trước mặt người ta. Ở đây nói rằng là họ làm như thế nào? Hãy giữ đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy, để cho người ta thấy. Chúa nói rằng là đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường. Ở đây đó, khi mà người ta dâng hiến hay là bố thí hay là giúp đỡ người nghèo hay là làm bất cứ những điều đó đó, thì có những cái sự biết danh hiệu ông này bà kia đã
dâng cho cái sự kiện này bao nhiêu đô la để mà làm cái gì đó. Thì ở trong thế gian này thường chúng ta thường gặp, nhưng mà that's okay, Phương không nói là cái điều đó là xấu, tại vì trong những cái hội ở trong xã hội đó thì có thường làm như vậy, và cái điều đó rất là okay đối với Phương. Nhưng mà đối với cái người tin Chúa và những cái điều mà mình làm cho Chúa thì chúng ta không nên làm. Ở đây Chúa cũng nói lại nói giống y hệt như vậy về sự cầu nguyện và sự kiêng ăn. Những người họ làm vì trước mặt người ta, vì sự khen ngợi của người ta đó, thì họ cầu nguyện như thế nào? Họ không có cầu nguyện riêng ở trong phòng của mình đâu, họ đi ra ngoài góc đường hoặc là giữa nhà hội. Rồi những người kiêng ăn á, thì họ làm như thế nào? Họ để tóc mình bù xù, rồi mặt không rửa, để cho người ta thấy mình, oh we're suffering, đang đau khổ quá. Phương không nói tên, nhưng mà có một người giống như vậy, mà chịu khổ 12 cách, mà người ta đăng hình tùm lum ở trên mạng á. Những cái điều đó đó đối với Đức Chúa Jesus Christ thì sao? Không phải là xấu. Nhưng mà Chúa nói những người như vậy đó được phần thưởng của mình rồi. Và phần thưởng của họ là gì? Là được người ta khen ngợi, được người ta kính trọng. Cái đó là cái phần thưởng khi mà mình làm trước mặt người ta. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời đó, cái điều đó không có quan trọng. Cho nên trong ngày phán xét, dầu họ cũng cầu nguyện, dầu họ cũng bố thí, dầu họ cũng kiêng ăn hay là làm những cái điều để tự kiềm chế mình, tự chủ mình á, nhưng mà đối với Đức Chúa Jesus Christ, họ làm vì họ, và họ làm cho người ta khen ngợi. Cho nên họ đã lãnh phần thưởng của họ rồi. Họ sẽ không lãnh phần thưởng từ nơi Đức Chúa Trời chí cao. Đó là cái bất lợi. Nhưng mà vàng, bạc và bảo thạch là gì? Ở đây chúng ta cũng có hai cách để cho chúng ta biết là những cái công việc làm trong sự kính nhiệm và vì Chúa. Ở trong ba điều cầu nguyện và kiêng ăn, chúng ta kiêng ăn vì ai? Giống như Phương nói, nếu chúng ta kiêng ăn để giảm cân đó thì chúng ta không phải kiêng ăn vì Chúa, chúng ta kiêng ăn vì diet thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta kiêng ăn vì Chúa thì chúng ta cũng được cái lợi là giảm cân. Thành ra bởi như vậy, những câu mà mình đọc trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời thì Chúa sẽ ban cho mình mọi sự ấy nữa, tất cả chúng ta cần. Thành ra chúng ta làm ở trong sự kính nhiệm, và ai thấy trong chỗ kính nhiệm? Có chỉ mình Chúa thôi. Ở đây nói một cái câu diễn tả mà chúng ta không có thể trong thực tế không có thể hiểu được. Chúa nói rằng là khi các ngươi bố thí, đừng cho tay hữu biết tay tả mình làm cái gì. Nó là chỉ là giống như là diễn tả một cách rất là kinh nghiệm thôi. Tay hữu mà làm sao không biết tay tả của mình đang làm cái gì, phải không? Nhưng mà Chúa nói kinh nghiệm đến độ như vậy. Thành ra trong sự kinh nghiệm, Chúa thấy và Chúa sẽ ban phần thưởng cho mình. Và phần thưởng của mình đó, nó không phải thoáng qua giống như là lời khen của người ta đâu. Ồ, cái lời khen của người ta nó bập bồng lắm, gì đó, cái bập bền lắm. Tại vì sao? Khi mà có những tổng thống, Phương cũng không nói tên, nhưng mà lên làm tổng thống rồi, người ta khen ngợi, rất là khen ngợi, nhưng mà sau này người ta chửi. Thành ra cái sự khen ngợi của con người đó mình không có thể giữ được lâu dài. Giống như là khi mà mình gặp hoạn nạn, cái sự khen ngợi của người ta sẽ không giúp đỡ mình được. Thành ra cái điều mà Đức Chúa Trời nói rằng là cái sự ban thưởng của chính Đức Chúa Trời của mình đó, nó đáng giá đời đời. Chúng ta sẽ lãnh phần thưởng của chúng ta ở trên thế gian này, nhưng mà sau khi chúng ta qua đời, chúng ta lên thiên đàng rồi đó, chúng ta sẽ lãnh phần thưởng của chúng ta ở trên thiên đàng, và chúng ta sẽ giữ được phần thưởng đó đời đời. Thành ra chúng ta có thể lựa chọn làm vì sự khen ngợi của con người, nay nói như vậy, mai nói như thế khác, hay là chúng ta làm vì sự khen ngợi và sự thưởng của chính Đức Chúa Trời toàn năng, đáng sống đời đời và đáng ban cho mình những phần thưởng đời đời. Thành ra nó có hai cái như vậy. Nhớ rằng á, là cả hai bên đều làm cầu nguyện, kiêng ăn và bố thí, nhưng mà cái cách mà chúng ta làm
sẽ chỉ định là nó là bửu thạch, vàng, bạc, quý giá hay là cỏ khô, rơm rạ. Và có một cái điều mà Phương nói cả ba cái này đó là bởi như vậy Phương nói không phải là làm điều lành, nhưng mà khi mà chúng ta làm cả ba điều này đó, nó có một điều chung với nhau rất là quan trọng. Khi chúng ta làm cả ba điều này đó, cầu nguyện, kiêng ăn và dâng hiến, thì chúng ta tập có một cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời, có một cái mối tình đặc biệt với Chúa. Bởi như vậy ba điều này sẽ thay đổi và biến đổi đời sống của mình, chứ không phải là những điều mà chúng ta làm để giúp ích người khác hay là giúp cho chính mình. Dầu nó cũng thể, nó cũng có giúp ích cho chính mình và giúp cho những người khác, nhưng mà nó sẽ biến đổi đời sống của mình. Khi mà chúng ta cầu nguyện đó, thì chúng ta tương giao với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tập kiêng ăn đó, thì chúng ta tập cái bản tánh của Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh nói rằng á, bông trái của Đức Thánh Linh hay là phẩm chất của Đức Thánh Linh là sự tiết độ. Cho nên khi chúng ta kiêng ăn, chúng ta tập cái bổn tánh của chính Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta dâng hiến thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta tập theo chính cái trái tim của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng ban cho, và Chúa nói trong Kinh Thánh rằng ban cho có phước hơn nhận lãnh, tại đó chính là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Thành ra khi mà chúng ta làm ba điều này đó, không phải chỉ là những việc tầm thường, nhưng mà là những cái việc sẽ biến đổi đời sống của mình một cách hoàn toàn. Và bây giờ thì cái điều thứ nhì Phương chia sẻ, làm sao mình tập theo tập dâng theo tấm lòng của Chúa được. Nhớ khi mình tập dâng hiến đó, thì chúng ta tập dâng theo cái lòng của mình, và tập cái lòng của mình, và tập cái lòng của mình giống như cái lòng của Chúa. Phương có hai điều này để chia sẻ về sự dâng. Ở trong Kinh Thánh diễn tả ở đây là bố thí, rồi chúng ta có những cái chữ khác giống như là dâng hiến hay là dâng của lễ. Tại vì sao? Tại vì nó có cái sự khác biệt giữa hai cái, và Phương muốn nói cái sự khác biệt để chúng ta không có lẫn lộn. Một đó là cái sự dâng hiến là cái điều Chúa chỉ định cho tất cả những người tin Chúa, và là phải dâng 1/10 của lương của mình hay là những hoa lệ của mình. Ở trong Cựu Ước đó thì ai chăn chiên đó thì dâng, nếu trong năm đó đẻ ra 10 con chiên thì dâng cho Chúa 1 con chiên, hoặc là những cái sự dâng hiến mà Chúa chỉ định. Ai trồng khoai đó thì 10 củ khoai đó thì một củ khoai dâng vào nhà của Đức Chúa Trời cho những dân sự của Đức Chúa Trời, những người thầy tế lễ đó. Thì cái đó là dâng 1/10 là Chúa chỉ định. Cái đó không phải giống như là dâng theo lòng. Cái đó là những cái điều mà Chúa bảo, Chúa phán dặn, Mỹ gọi là command đó, là cái điều răn của Chúa, cái điều mà Chúa đã chỉ định cho tất cả con dân của Chúa. Và có nhiều người hỏi cái câu này, Phương cũng muốn trả lời luôn. Nhiều người hỏi rằng đó là Cựu Ước, bây giờ mình sống trong thời Tân Ước, mình không còn theo cái lời hứa cũ nữa, cái giao ước cũ nữa, chúng ta theo cái giao ước mới bởi huyết của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta nhận được. Thành ra chúng ta không cần dâng 1/10, phải không? Có ai nghe câu hỏi đó chưa? Và mình sẽ trả lời như thế nào? Phương cũng không trả lời, Phương cũng sẽ hỏi một câu hỏi. Nếu mà chúng ta được một giao ước tốt hơn, thì chúng ta nên dâng ít hơn không? Ôi, mình tự trả lời đi. Nhưng mà Phương nghĩ rằng là nếu mình nhận từ nơi Chúa một giao ước mới, một giao ước tốt hơn, chúng ta bây giờ không phải làm trọn hơn 500 luật pháp đã ghi trong Kinh Thánh, mà chúng ta được xưng công bình bởi những việc mà Đức Chúa Jesus Christ làm. Chúng ta không bị lên án bởi tội lỗi của mình, nhưng mà chúng ta được tha thứ qua ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, thì cái giao ước đó rất là tốt hơn nhiều. Chúng ta là những người phải quyết định là nếu chúng ta đã nhận lãnh từ nơi Chúa một giao ước tốt hơn, thì mình nên dâng ít hơn hay là nhiều hơn. Đó là mình tự trả lời.
Nhưng mà Phương muốn nói rằng á, là cái sự dâng hiến về cái sự dâng bố thí này đó, nó khác biệt. Cái sự dâng hiến là Chúa chỉ định cho mỗi con cái Chúa dâng. Rồi cái này đó là cái Mỹ gọi là over and above. Cái này là thêm hơn cái điều mình dâng. Và khi mà Phương diễn tả đó thì cái này là những cái điều khích lệ mà Phương nói lên rất là thực tế để cho chúng ta tập có một cái tấm lòng bố thí hay là một cái tấm lòng khoan dung, không phải là khoan dung nhưng mà cái tấm lòng rời rộng, vì cái đó chính là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Mình có thể làm hai cách và mình bắt đầu một cách cũng được. Một á, là sau khi mình dâng hiến cho hội thánh 1/10 rồi đó, thì những cái tiền mà Phương gọi là bonus đó ở trong đời sống của mình, nhất là những anh chị em làm nail đó, thì mình có lương bao phải không? Có thể ông chủ bao hay là mình ăn chia 7-4, 6-4 hay là 7-3 gì đó. Thì cái đó là cái lương của mình. Nhưng mà tiền tây đó là cái tiền mỗi tháng nó khác nhau. Và chúng ta được tùy theo khách thích mình hay là không. Trong những người làm hãng cũng vậy. Có khi chúng ta làm hãng có lương bình thường, nhưng mà cuối năm thì chúng ta có tiền bonus cũng như vậy. Hay là những cái cách khác mà thường chúng ta có lương, thì có thể trong giai đoạn nào đó ở trong đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta thêm một cái số tiền nào đó mà tự nhiên nó đến cho mình. Thì Phương khuyến khích trong những cái trường hợp đó, chúng ta dâng hiến cho những cái điều khác. Bởi như vậy, Phương thường kêu gọi hàng năm, chúng ta kêu gọi cỡ Phục Sinh hoặc là Noel, Phương kêu gọi mình dâng hiến cho những cái mục vụ bên Việt Nam, những trại cai nghiện bay tên, những hội thánh Tin Lành Nguyên Thủy, để giúp đỡ những người hầu việc Chúa, và những cái mục vụ khác, giống như là Mục Sư Ngọc đến và nói rằng là tháng 5 Mục Sư Ngọc về Việt Nam truyền giáo. Thì Phương cũng biết nhiều người ngay trong Chủ Nhật đó có những tiền ở trong túi, ở trong giỏ của mình đó, thì dâng cho Mục Sư Ngọc. Cái đó là cái điều mà Đức Chúa Jesus Christ nói là cái sự dâng hiến trỗi hơn theo tùy cái tấm lòng của mình. Nhưng mà cái cách đầu tiên đó là mình có thể chuẩn bị sẵn. Nếu mình có một cái số tiền đó vô mỗi năm, nếu ai mà làm hãng hay là làm nail đó, thì biết rằng là thường thường tiền lương của mình bao nhiêu, tiền tê của mình bao nhiêu, thì chúng ta để dành cái một phần của cái tiền extra đó, cái tiền bonus đó, để mà chúng ta dâng vào những cái công việc mà trỗi hơn là những cái công việc ở trong hội thánh. Và một cái phân cách khác nữa đó, ở trong hội thánh người Việt Nam của mình đó thì hiếm, nhưng mà Phương thấy ở trong Mỹ đó thì có một cái mục vụ Phương rất là thích, cho nên Phương dâng hiến cho họ. Và mỗi tháng mình dâng một cách trung tín hơn là cái tiền dâng hiến, và khác biệt hơn là cái tiền dâng hiến. Có ông mục sư, ông đi truyền giáo hầu như là ở khắp thế giới, và có một ngày kia Chúa tỏ cho ông biết rằng là những con cái của Đức Chúa Trời đang chết đói trước khi mà họ nghe được Tin Lành. Vì lúc đó, những thời buổi đó ở bên Phi Châu, giặc giả rất là dữ tợn ở bên nước Nga, Liên Xô đồ đó, thì người ta rất là nghèo khổ. Cho nên ông bắt đầu một vụ truyền giáo và gọi là feed the hungry, để mà cho những người đói ăn. Và ông làm cái phương cách, Phương diễn tả rất là ngắn gọn, cái phương cách giống y như là hội thánh của Chúa ở trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Ông kêu gọi những hội thánh dâng 1/10 cho cái mục vụ này. Rồi ông sắm tàu, ông sắm máy bay và ông mua rất là nhiều đồ ăn. Ông nói khi nước Liên Xô mở cửa ra sau khi Cộng sản sụp đổ đó, là trước khi ai đến thì tàu của ông đã đậu ở trong bến rồi, đã đến trong bến rồi và phát đồ ăn ra cho tất cả. Những người nghèo đói. Và cái cách của ông làm đó, ông nói rằng
ông đem đến cái sự uy tín, cái sự oai nghi, cái sự kính trọng cho những người hầu việc Chúa địa phương khắp nơi. Tại vì sao? Tại vì khi ông làm đó thì ông hợp tác với những mục sư địa phương, thành ra những cái người trong làng, những cái người dân sự thấy Hội Thánh Tin Lành là cái nguồn cấp trợ, là cái nguồn đem đến những cái nhu cầu trong đời sống của họ, và họ thấy được tình yêu thương của Chúa. Cho nên có những mục vụ như vậy đáng cho chúng ta bỏ cái tiền. Phương biết rằng tiền của chúng ta là công sức của chúng ta, nhưng mà đó là cái tấm lòng của Đức Chúa Trời. Cho nên ở trong lãnh vực Việt Nam của chúng ta đó, thì có những mục vụ như vậy, có những truyền giáo, có những cái mục vụ của Hội Thánh riêng của mình, chúng ta có thể dành, chuẩn bị sẵn để khi Hội Thánh kêu gọi mùa Noel hay là gì đó, thì chúng ta có thể dâng vào trỗi hơn là cái tiền mà chúng ta thường dâng hiến. Và cái điều thứ hai mà chúng ta có thể tập cái tấm lòng của Chúa là tùy, Phương để là theo tùy lúc. Nghĩa là sao? Nghĩa rằng là ngay lúc đó có một người mà có một cái nhu cầu mà mình nhìn qua, nhìn lại không có ai hết, có chỉ mình thôi. Như vậy thì sao? Như vậy thì có thể rằng Chúa đặt mình ngay trong cái chỗ đó, ngay vị trí đó, ngay cái trường hợp đó, để mình là cái người giúp đỡ cho họ. Thành ra trong cái trường hợp như vậy thì chúng ta phải xem xét vài điều. Xem xét cái nhu cầu của họ có thật sự không, và xem xét rằng là khi mình giúp đỡ họ đó, thật sự có giúp đỡ họ không. Giống như là có khi chúng ta cho người ta tiền, nhưng mà thật sự cái tiền của mình đó sẽ không có thật sự giúp đỡ họ, sẽ làm cho họ lún thêm sâu trong cái vấn đề của họ. Thành ra mình phải xem xét cái điều đó, và chúng ta xem xét coi mình có cái tài khoản để giúp đỡ họ không. Thành ra rất là thực tế, nhưng mà nhớ tùy lúc đó Chúa có thể đặt mình ở trong một cái vị trí, đem một người nào đến, và mình nhìn qua nhìn lại, nếu có chỉ mình thôi đó, thì hỏi Chúa: Chúa ơi, con có thể giúp người này như thế nào? Và mình làm theo cái tấm lòng của mình, và làm theo sự chỉ dẫn của Chúa mà mình có thể nghe được. Và Chúa nói, và Phương kết thúc với cái này, mình không nói về những cái điều đời đời, vì trong ngày phán xét đó thì chúng ta sẽ tất cả đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và Chúa sẽ nói: con là người đầy tớ ngay lành, trung tín, rất là tốt, rất là giỏi, con chạy xong cuộc đua, con đã giữ vững đức tin. Và Chúa sẽ ban cho mình phần thưởng đời đời. Nhưng mà ngay bây giờ thì chúng ta có thể mong đợi cái gì khi mà chúng ta làm hết cả ba điều này: cầu nguyện, tập sự tự chủ qua sự kiên ăn, và cái sự bố thí một cách rộng rãi ở trong đời sống của mình. Thì trước tiên, giống như câu Kinh Thánh mà Phương nói đó, chính Phaolô nói rằng là có cho ra có phước hơn là nhận lãnh. Giống như là những cái trường hợp mà Phương kể ngay lúc ban đầu đó, có khi chúng ta tin Chúa, chúng ta đi nhà thờ, nhưng mà đời sống chúng ta thấy trống rỗng, hay là thiếu vắng, hay là trầm cảm, hoặc là không được ơn trong cái công việc mà tay mình làm đó, có thể là chúng ta không được phước trước mặt Chúa, vì chúng ta không tập theo cái tấm lòng của Chúa. Thì lời Chúa là chắc chắn, cho ra có phước hơn nhận lãnh. Mình có thể expect, mình có thể mong rằng là Chúa sẽ ban phước cho mình. Dù mình không làm vì cái ơn phước của Chúa, nhưng mà mình sẽ nhận ơn phước của Chúa khi mình cho ra, khi mình tập cái tấm lòng rộng rãi như vậy. Và cái điều gì mà Chúa nói nữa, cái điều Chúa nói chắc chắn rằng là ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Nếu mình gieo ra một cái tấm lòng rộng rãi, nếu mình gieo ra tiền bạc thì mình sẽ gặt cái gì? Cái này hơi khó. Mình có thể có sự dạng dĩ nghĩ rằng mình gieo ra tiền bạc
mình sẽ gặt lại tiền bạc. Cái đó không phải là tham lam, cái đó là lực của Đức Chúa Trời. Và mình không có gieo ra tiền bạc để mà mình gặt lại tiền bạc, nhưng mà lực của Chúa chỉ định như vậy. Ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Mình gieo ra cái lòng rộng rãi thì trong đời sống của mình, mình sẽ hướng được những cái tấm lòng rộng rãi đổ vào đời sống của mình, đổ vào tài chính của mình, đổ vào tinh thần của mình, tâm hồn của mình, gia đình của mình. Phương nghĩ rằng chúng ta có thể thiếu sót ở trong đó, cho nên đời sống của chúng ta rất là struggle, rất là cần cù, nhưng mà không thấy được ơn phước của Chúa là như vậy. Chúng ta tin Chúa đi, và chúng ta tập sống một cái đời sống có tấm lòng rộng rãi, và chúng ta sẽ thấy Chúa sẽ mở cửa sổ trên thiên đàng và đổ phước xuống cho chúng ta như thế nào là như vậy. Thành ra sáng hôm nay Phương chia sẻ bao nhiêu đó thôi, xin mời chúng ta đứng lên. Và trước khi chúng ta kết thúc thì Phương mời chúng ta nhắm mắt lại. Phương mong rằng nếu chúng ta chưa có một thời gian cầu nguyện với Chúa, Phương biết rất là nhiều người chúng ta thường xuyên mỗi ngày cầu nguyện với Chúa, và cầu nguyện không chỉ cho nhu cầu của mình, nhưng mà cho hội thánh, cho mục sư, cho những người lãnh đạo ở trong đất nước của mình. Đó là rất tốt. Nhưng mà nếu chúng ta chưa, thì chúng ta quyết định rằng mình sẽ làm những điều ở trong chỗ kinh nghiệm, mình sẽ tương giao với Chúa mỗi ngày, cầu nguyện với Chúa. Những lời lẽ đơn sơ, Chúa thấy và Chúa nghe. Chúa thấy tấm lòng của mình và Chúa nghe. Nếu chúng ta chưa tập kiêng ăn, thì Phương khích lệ chúng ta tập đi. Đây không phải là luật lệ cho chúng ta, đây là tập sự tự chủ ở trên đời sống của mình. Vì ai? Vì Chúa. Vì chúng ta muốn giống nên, giống như là Chúa. Và nếu chúng ta có những sự dâng hiến, thì Phương khích lệ chúng ta thêm vào cái sự dâng hiến 1/10, những sự dâng hiến rời rộng theo tùy lúc, hoặc là theo những cái mục vụ mà làm cho lòng của mình cảm động về công việc Chúa. Xin chúng ta đến với Chúa và sự cầu nguyện. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời, Chúa ơi, những phương pháp của loài người chúng con biết, chúng con có nghe, nhưng mà những điều Chúa dạy cho chúng con là quý báu. Những lẽ thật của Ngài cho đời sống của chúng con là chắc chắn. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa, và chúng con cầu xin Chúa Đức Thánh Linh, xin Ngài hướng dẫn từng đời sống và từng tấm lòng của chúng con làm được những điều mà Chúa chỉ định. Chúa ơi, để chúng con sống ở trong ơn của Ngài. Khi Ngài nhìn xuống chúng con, Ngài thấy tấm lòng của chúng con, Ngài thấy lời nói của chúng con biểu hiện được tình yêu thương của Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì phương pháp của Chúa, đường lối của Chúa và lẽ thật của Ngài quý như vàng bạc. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì những điều mà Chúa dạy cho chúng con. Xin Chúa hướng dẫn tất cả ông bạn chị em của chúng con đồng một tâm, hiệp một ý để sống một đời sống như vậy trước mặt Chúa, kinh nghiệm. Chúa ơi, để chúng con gây dựng lẫn nhau, chúng con hiệp một và chúng con lớn lên, và chúng con bước đi một cách hẳn hoi ở trong giao ước mới mà Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con nhận lãnh được tất cả những ân tứ mà Chúa đã ban cho chúng con bởi Đức Thánh Linh, và chúng con được những phẩm chất của chính Đấng Thánh mà chúng con tôn thờ. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin chúng ta hát tôn vinh Chúa. Bây giờ chúng ta có tiệc thánh. Xin mời một người bước ra để mời các em thanh thiếu niên vào. Thank you.
Tiệc Thánh là một lễ mà Đức Chúa Jesus Christ phán dặn tất cả những người tin Chúa khắp nơi làm để kỷ niệm và nhớ đến Chúa. Nếu chúng ta chưa quyết định tin nhận Đức Chúa Jesus Christ và làm phép báp têm, thì xin chúng ta đợi cho đến khi nào chúng ta quyết định điều đó ở trong đời sống của mình. Communion is what Jesus Christ commanded all believers everywhere to keep in remembrance of Him. So if you have not chosen to believe in Jesus Christ and are baptized, then I would encourage you to refrain from participating until you've done so. Và nếu nó khó gỡ cho chúng ta thì chúng ta bẻ cái đầu xuống, xong rồi dở lên thì nó dễ hơn. Trong Kinh Thánh, sứ đồ Phao-lô nói rằng mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh và uống chén này. Và chúng ta sẽ không bị phán xét là một với những người không tin. Vì sao? Vì chúng ta có những cơ hội hàng ngày và ngay bây giờ. Nếu chúng ta nhớ đến cái sự vi phạm của mình trước mặt Chúa, tội lỗi của mình trước mặt Chúa, thì ngay bây giờ quyết định ăn năn, từ bỏ điều đó đi và cầu xin Chúa tha thứ cho mình, thì Chúa sẽ xóa đi tội lỗi của chúng ta, dầu đỏ như hồng điều sẽ trắng như tuyết. Chúng ta nhắm mắt lại và để một thời gian đến với Chúa, xem xét nếu chúng ta có tội lỗi cùng Chúa thì ăn năn ngay bây giờ. The Apostle Paul says everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup, so that we will not be judged as one with non-believers. And how? Because we who believe, we live under the grace of Jesus Christ and His forgiveness. So each and every day that you live, and right now, come to the Lord. And if God brings to mind a sin that you are committing against God, decide right now to stop, turn away from it, and ask Jesus to forgive you. And He will wipe your sins, though it's scarlet and red, white as snow. So close your eyes and come to the Lord right now. Trong đêm, Đức Chúa Jesus Christ sắp bị bắt, bị đánh, bị đập và đóng đinh trên thập tự giá, thì Ngài dùng bữa tối chung với sứ đồ của mình. Ngài lấy bánh, bẻ ra và nói rằng, đây là thân thể của ta vì các ngươi mà bẻ ra. On the night that Jesus, before Jesus was taken, beaten and crucified on the cross, he took the bread during supper with his disciples and said, this is my body for you. It was broken. Xin chúng ta cùng dự để nhớ đến Ngài. Take in remembrance of Him. Sau khi dùng bữa tối xong, thì Đức Chúa Jesus Christ lấy chén, nói rằng đây là huyết của giao ước mới vì các ngươi mà đổ ra. And after supper, Jesus Christ took the cup and He said, this is the blood of the new covenant for you. It was poured out. Xin chúng ta cùng dự để nhớ đến Ngài. Take in remembrance of Him. Xin mời Hội Thánh đứng lên. Và chúng ta dự tiệc thánh thì chúng ta là những người rao tin lành của Đức Chúa Jesus Christ cho mọi người cho đến khi Ngài trở lại. Xin chúng ta đọc bài cầu nguyện chung bằng tiếng Việt. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Xin chúng ta hát tôn vinh Chúa. Tôn vinh chân thân Ngài.
Xin tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển và sự tha thứ của Đức Chúa Jesus Christ và sự hiệp một của Đức Thánh Linh luôn ở với mỗi người chúng con cho đến ngày chúng con gặp mặt lại Chúa mặt đối mặt. Amen và lạy chung. Hôm nay xin mời những người trong cao niên chúng ta nhóm chung với lớp của chị Trang vì một sinh nhật cũng như là chúc phước vắng mặt. Thì xin mời những anh chị em trong trung niên sắp ghế ra và hoan nghênh những người trong cao niên ở trong lớp của mình, ở trong lớp của chị Trang. Phương cũng thông báo có lớp tăng tín hữu của Ami hướng dẫn ở trên lầu. Nếu chúng ta muốn bắp tem hoặc là mới tin Chúa thì xin dự lớp tăng tín hữu.